Trước đó, vào ngày hôm qua, một nhóm thanh niên có 5 người sử dụng ghe máy để qua bờ bên kia sông Vàm Cỏ Đông đi chơi. Khi ghe máy chạy cách bờ khoảng 5 mét, nhóm thanh niên này bất cẩn khiến ghe chòng chành lật cả 5 người xuống sông. Một người bơi được vào bờ và kêu cứu, 4 nạn nhân còn lại đã bị đuối nước. Tối qua, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể của 3 nạn nhân. Đến trưa nay, nạn nhân cuối cùng mới được tìm thấy. Danh tính của các nạn nhân là Trần Thị Thu Hà, 26 tuổi, Nguyễn Văn Phương, Trần Quốc Điền và Trần Thanh Phương, đều 28 tuổi. Chủ tịch huyện Châu Thành cũng cho biết, đây là lần đầu tiên sự việc này xảy ra tại sông Vàm Cỏ Đông, mà nguyên nhân là do sự bất cẩn từ phía các nạn nhân.